Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì một lần nữa xin chào tất cả các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình suốt thời gian qua. Thì như đợt vừa rồi mình cũng có đăng cái bài và mình nói là sắp tới thì mình sẽ làm ná đó các bạn. Thì đây, trên trước mặt các bạn đang là 5 cây one hit. 5 cây one hit bằng đồng nguyên khối. Cắt bằng công nghệ CNC. Nó rất là cân đối và rất là đẹp. Như các bạn thấy đây, sản phẩm khi mà đã hoàn thành các bạn thấy là đều được bo cạnh để nó không bị cấn tay và ôm rất là sát vào tay, các bạn cầm rất là thoải mái và không bị cấn tay này, rất là thoải mái và các bạn thấy không, rất là đẹp. Thì với sản phẩm này thì các bạn nào mua thì mình sẽ để cái số điện thoại trên màn hình đó, các bạn bấm số đó có Zalo hoặc các bạn gọi trực tiếp ha. Thì cái ná thì sẽ bao gồm là một cây này, một cây ná, hai bộ thông tùy chọn. Hai bộ thông tùy chọn ở đây là mình có ba dạng, là như các bạn thấy đây là 0.75 mm này, 1 mm và 0.8 mm. Thì tại sao là như vậy thì các bạn biết rồi, đó là vì tùy các bạn sử dụng bi gì ha, thì mình không có nói lại nữa. Ở đây thì mình chỉ giới thiệu cái ná bằng đồng mà mình mới hoàn thành thôi, các bạn thấy ạ. Rất là đẹp phải không các bạn? Thì mình cũng nói luôn là mình gọi là anh em nói ở sao không làm lá không bán lá, mình làm cho nó vui thôi, anh em nào thích thì mua, mình cũng không cần anh em phải 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 đua nhau mua. Và mình nói luôn là cái này thì mua về các bạn có thể dùng lâu dài bằng đồng chứ không phải bằng chất liệu vớ vẩn, cho nên nó không nó khá là bền, nó khá là bền. Tuy nhiên là bền hay không thì bền được bao lâu thì nó phụ thuộc vào người dùng, mà các cụ bảo rồi, của bền tại người. Đấy. Thì nói chung là sản phẩm nó như thế này. One hit chạc 8 và có hình logo con rơi, One hit Batman đấy các bạn. One hit Batman. Thì mình bản thân mình cũng rất là thích cây này. Chắc là mình sẽ để lại một cây chơi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Thì bộ ná nó sẽ bao gồm ná thun như mình vừa nói và một cái dây gài. Ở đây mình để ý là có một số shop á, bán là không có cho anh em cái dây gài này, dây gài để anh em gài vô lá. Cái ná này á nó được một cái lợi ích là các bạn gài không cần phải 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 cột, không cần phải buộc gì cả, mình chỉ gài dây vào và mình kéo mình bắn thôi. Và cái thứ hai là các bạn thấy này, cây này không giống như những cây one hit đồng hiện tại bây giờ trên thị trường. Cây one hit đồng hiện tại bây giờ trên thị trường là cái đầu này nó bằng, còn cái này của mình là nó hơi vát xéo. Vát xéo như vậy để các bạn mình chơi rồi mà mình biết, để cho các bạn ngắm vào các mục tiêu nhỏ và ở xa nó dễ. Đấy, nó vát xéo như thế này thì nó dễ ngắm hơn cái việc mà bằng như thế này. Đó, các bạn làm cho tạo cho các bạn cảm giác nó dễ ngắm hơn cái mục tiêu nhỏ, có diện tích nhỏ và ở xa. Đó. Còn việc bắn chuẩn hay không mình nói rồi. Bắn chuẩn hay không thì kể cả lá đồng này hay lá gỗ hay lá bằng cành cây hay thậm chí nó làm bằng vàng hay kim cương thì việc bắn chuẩn hay không nó phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn. Còn kỹ thuật bắn như thế nào thì mình cũng có đã làm clip hướng dẫn rồi, anh em chịu khó xem lại cái clip mình có làm hai clip hướng dẫn anh em cách ngắm bắn rồi, anh em chịu khó coi lại ha. Đấy, như vậy mình không nói là cái này mua về là các bạn bắn chuẩn đâu, mà bắn chuẩn hơn là do các bạn luyện tập. Còn mình cũng không khuyến khích anh em mua nhiều, mỗi người mua cây, mỗi người có rồi thì thôi, mà chưa có thì nếu chưa có thì thích thì ủng hộ mình thì mình để cho vậy thôi, chứ bắn chuẩn là không phải cho cây ná đâu nhé các bạn, không phải làm bằng đồng mà nó bắn chuẩn đâu, không phải như vậy nha. Cho nên là đấy là mình nói trước. Thì ná nó sẽ bao gồm là bộ sản phẩm là gồm ná này đấy. Và thun, mỗi ná thì đi kèm hai bộ thun. Và mình cũng nói luôn nhé, đối với những bạn nào mới chơi ấy, thì tốt nhất là không nên mua. Bởi tại sao không nên mua? Thứ nhất là những cái dạng mà cắt CNC bằng đồng nguyên khối này ấy, thì nó đắt hơn những cái dạng ná bình thường. Những cái bình thường á, như One Hit, cây One Hit 2018 mình mua á, là 300 ngàn. Còn với cây này mình đang làm đây, mình bán với giá 650 ngàn. 650 ngàn tại sao? Thì các bạn nào nhà có làm công nghệ CNC các bạn biết rồi, mua một miếng đồng như thế này để làm á là gần 200 ngàn, 300 ngàn, à, hơn 200 ngàn. Đó là như vậy. Cắt, mài, tiền máy, đủ các thứ. Và mình không có máy, cái này mình đưa cho người ta cắt. Đó. Và mà cắt theo yêu cầu này.
Đấy, cho nên là trừ chi phí ra thì nó cũng chả đáng bao nhiêu, còn bao nhiêu đâu, nói thật vậy. Cho nên là mình cũng không khuyến khích anh em mới chơi mua cây này. Những anh em nào chơi rồi, chơi ná rồi thì mới hiểu được cái giá trị tại sao nó như vậy. Thế mình cũng không giải thích nhiều, ai có nhu cầu thì mua. Và cái nữa là cái thông này này, anh em mới chơi thì chưa chắc đã biết được. Thông này nhiều người nghĩ là cái thông này nó sẽ rất là bền, bắn được lâu, nhưng thực tế không phải nha các bạn. Thông bây giờ á thì cái dung thông cỡ 1 mini này bắn được thì khoảng cỡ 200 viên này. Còn cái thông 0.8 ly này này thì cũng vậy, nói chung là tùy bộ thì cũng bắn được, dây nó bắn được khoảng trung bình từ 60 viên cho đến khoảng hơn 100 viên, tối đa thì được khoảng 200-300 viên thì nó đứt, chứ nó không có phải bền mãi mãi đâu nha các bạn. Nên các bạn lưu ý, chứ không phải nó bảo ông Cường bán cho tôi cái thùng này về bắn được có vài ngày là hết. Đấy, đấy là chuyện mình nói trước cho các bạn là như vậy, chứ không phải là nó bền mãi mãi đâu nha các bạn. Còn cái thùng này á, còn cái ná này á thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách gài dây luôn ở đây ha. Ok, sẽ hướng dẫn các bạn gài dây luôn. Cái này thì nó đơn giản lắm, bởi vì cái này nó rất là tiện lợi nha các bạn. Cái ná gài dây này thì nó rất là tiện lợi. Các bạn thấy này, ở đây cây ná nó có hai mặt nha. Cái này gọi là mặt 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 trước này. Mặt trước cái khe này nó lớn hơn, và mặt sau này thì cái khe nó nhỏ hơn. Ở đằng trong này người ta đã cắt sẵn cho bạn một cái rãnh. Thì gài dây như thế nào? Thì ví dụ như mình bắn cái dây này chẳng hạn, mình bắn cái hiện tại mình đang bắn cái dây 0.75 này. Thì gài dây như thế nào? Gài dây thì các bạn luồn từ đằng sau này. Luồn từ đằng sau này về đằng trước này ha. Sau đó các bạn xỏ ngược lại. Xỏ tới đây các bạn để một khoảng hở như thế này ạ. Thì bao giờ mình cũng sẽ cho các bạn cái dây gài này luôn. Các bạn gài vô. Gài vô. Rồi các bạn kéo vào phía sau. Kéo vào phía sau. Như vậy, chưa chưa có vội siết nha các bạn, mình chỉnh từ từ đã. Chưa vội siết này. Rồi, mình gài nốt bên này. Gài nốt bên này. Đó. Mình căn cho hai bên dây nó đều nhau ha, căn như hai bên dây nó đều nhau, và các bạn chỉ cần cầm hai bên đầm đầu này kéo mạnh vào trong, kéo thì nó chỉ vừa bằng cái mép thôi nha các bạn. Đó, vừa bằng cái mép thôi. Vậy bắn á, khi bắn á, mình kéo như thế này về đằng trước, mình kéo như thế này về đằng trước. Chứ đừng kéo như thế này nha các bạn, đừng kéo như thế này, kéo như thế này nó tuột ra, còn kéo như thế này các bạn kéo đứt cả dây nó cũng không tuột ra được. Đấy là thiết kế hay nhất của cái này, gài dây rất là tiện dụng nha các bạn. Mình kéo cái dây này thì nó hơi 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 lớn, mình sẽ cắt cho các bạn nó nhỏ hơn một xíu để các bạn kéo vào. Cái này là để gài cho bắn man, nhưng mình lấy để mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Thì gài như vậy nó rất là tiện, và khi thay dây á thì các bạn chỉ cần khi mà nó dây nó đứt, đây là gài vào này, khi mà dây nó đứt các bạn cần thay dây thì các bạn chỉ cần cầm mạnh vào đây kéo mạnh ra. Đó, kéo mạnh ra là xong. Mình tại mình đang đặt cái máy quay trước mặt nên mình kéo nó bị chậm vậy thôi, chứ thực ra kéo nó nhẹ, kéo kéo xôi kiểu này là nó kéo một cái nó ra. Còn các bạn cầm bắn, các bạn nôi kéo theo kiểu này á thì không bao giờ tuột. Kiểu của Batman và kiểu gài dây này nó rất là tiện lợi như vậy. Thì cái kiểu này là của một người Hàn Quốc, người ta sáng tạo ra. Nó rất là tiện, không cần phải vặn ốc, không cần phải cột dây, không cần phải cái gì hết, mà các bạn dễ dàng thay nắp, dễ dàng tháo dây, mà nó rất là tiện lợi. Đó, các bạn thấy là cái ná nó tiện lợi ở chỗ đó đó. Thay dây, tháo dây nó dễ, nắp dây rất là tiện, không phải cột dây loằng ngoằng gây xấu cái ná này. Ha. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm là One Hit đồng. Và One Hit đồng này thì chặt, đầu chặt vát ha, chặt 8 nha các bạn. Chắc là mình sẽ để lại một cây để chơi. Rất là thích ạ. Nhìn cầm rất là sướng nha các bạn. Nói luôn nha, không phải là ná chứ không phải là thần thánh đâu, mà mua về là có bắn được chuẩn đâu nha. Bắn được chuẩn là do các bạn, cho nên là các bạn cần phải tập luyện. Đấy là người mới chơi, còn anh em nào chơi rồi thì biết hiểu rồi đúng không? Đó là như vậy. Còn mình cũng giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm như vậy. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.